Xin chào các bạn, chúng ta đang quay trở lại với tin tức mới. Ngọc Anh rất hân hạnh khi được cùng các bạn chia sẻ những thông tin hấp dẫn nhất, thú vị nhất có trong ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu đến với nội dung chính, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để luôn được cập nhật nhanh nhất những tin tức nóng hổi đến từ chúng mình nhé. Ngay bây giờ, hãy cùng với mình theo dõi bản tin ngày hôm nay. Công an tự tay đeo khẩu trang cho người đàn ông vi phạm giãn cách, 50 giây sau vội vã lao vào trấn áp. Trong lúc cả nước ghi nhận ca Covid-19 tăng vọt, những hành vi chống đối vi phạm quy định 5K như người đàn ông này càng khiến dư luận phẫn nộ gay gắt. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài khoảng 1 phút ghi lại sự việc người đàn ông không đeo khẩu trang và có thái độ nghênh ngang chống đối lực lượng chức năng, khiến dân tình vô cùng bức xúc. Mở đầu đoạn clip, người đàn ông này ngồi trên xe máy không đeo khẩu trang. Lúc này một cán bộ công an đưa khẩu trang và yêu cầu người này đeo vào. Tuy nhiên người này vẫn yên vị trên xe không chấp hành. Sau đó, chiến sĩ công an đã tự tay đeo khẩu trang cho người đàn ông để đảm bảo an toàn khi làm việc. Tuy nhiên, người này nhanh chóng tháo xuống cằm rồi bỏ luôn khẩu trang ra ngoài. Tiếp đó, người đàn ông lẩm bẩm gì đó rồi gạt chân trống định phóng đi. Ngay lập tức, lực lượng chức năng yêu cầu ông chú này xuống xe làm việc, thì người này tiến lại gần thách thức. Mày bắt đi, làm việc thì xuống phường. Chưa hết, khi cán bộ công an nhắc nhở đứng giữ khoảng cách 2 mét theo quy định, thì người đàn ông to tiếng xúc phạm lại. Theo một cán bộ có mặt tại chốt, người đàn ông này đã lao xe máy vượt qua một chốt kiểm dịch ở gần đó trước khi bị chặn lại. Với những trường hợp vi phạm một cách ngang nhiên này, lực lượng chức năng đã lựa chọn cách xử lý là khống chế về trụ sở làm việc. Sau khi đoạn clip được đăng tải, hành vi vi phạm và chống đối của người đàn ông này đã vấp phải luồng chỉ trích gay gắt. Đa phần đều tỏ thái độ phẫn nộ với hành động coi thường pháp luật và bất chấp an toàn trong lúc dịch bệnh căng thẳng. Một số khác cho rằng thái độ của người đàn ông có dấu hiệu bất thường, có thể đang trong tình trạng không tỉnh táo. Hiện chưa rõ địa điểm và thời gian cụ thể xảy ra sự việc. Tuy nhiên, đoạn clip ghi lại sự việc đã nhanh chóng thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng, đặc biệt trong ngày 3 tháng 9, khi cả nước ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 lên đến hơn 14.000 ca. Những hành vi vi phạm chống đối như trên càng khiến dân tình vô cùng bất bình. Thông tin trên đã khép lại tin tức vừa được tổng hợp mới nhất của tin tức mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mong rằng các bạn đã có những giây phút thật vui vẻ khi theo dõi video. Hãy để lại ý kiến đóng góp và suy nghĩ của các bạn bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.